Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối năm âm lịch của năm 2022 rồi, thì nó cũng sắp sang đầu năm 2023. Thì ngày hôm nay thì em Tuấn xin giới thiệu các dòng móc sàn bên em nhé. Những dòng móc này hiện tại giá đang cực kỳ là mềm cho quý anh chị em có thể lựa chọn. Đó, những cái dòng sàn này có thể nói là giá thì tuyệt vời luôn quý anh chị em ạ. Đó, chất lượng thì đảm bảo cho quý anh chị em. Chất lượng thì có thể nói là đẳng cấp. Vâng. Đầu tiên thì chúng ta đến với dòng móc sàn 15m2 nhá, của thương hiệu Tiên Rui Batech đấy, xác 9 tấn. Thì dòng sàn này thì 15m2 thì xác 9 tấn là tương đối là nhẹ. Thì dòng sàn này thì em sẽ khuyến khích cho quý anh chị em chạy tầm khoảng 80-90 tấn là ok, hợp lý, đẹp. Đó, dòng sàn này thì nó sẽ là một thương hiệu khá là mới, thương hiệu Tiên Rui Batech. Thì dòng sàn này thì bên em nhập về là tháng 4 năm 2022 nhá. Nó sản xuất cũng tháng 4 luôn. Thì dòng này sử dụng cấu trúc FHMI 16 tấn, lốp 12 có xăm loại 24. Đó, những cái cấu trúc, những cái cấu trúc này, những cái cấu hình của nó thì thật sự là em theo bản thân em đánh giá là cảm giác là rất là ok, và nhiều bác chạy dòng này rồi, cũng cũng khá là nhiều anh em chạy còn dòng này rồi. Thì hiện tại thì dòng này đang còn tồn khoảng 3 con, thì nó đang có mức giá cái kia là mềm cho quý anh em nhé. Đó, quý anh em, đây còn một dòng sàn nữa cũng khá là hay hò về tháng 6 năm 2022 này, sản xuất cũng là tháng 6 luôn. Dòng sàn này là sắt 15m425, dài chính xác của nó hình như là 15m5 quý anh em nhé, với xác của nó là xác 9 tấn 2. Dòng này thì cái chất liệu thép của nó là thép nhãn T và đóng cũng rất là chắc. Đó, lốp thì lốp có xăm loại 24, nhìn cái cấu trúc của nó này cũng rất là đẳng cấp. Đó, quý anh chị em có thể tham khảo. Dòng này thì bên em đang có mức giá là cực kỳ là ấn tượng cho quý anh chị em nhé. Đó. Dòng sàn Sinh Hồng là thương hiệu tê giác ấy. Sinh Hồng tê giác của Batech ấy. Đó, nhiều bác đang gọi là móc Batech là cái móc này này. Đó, một dòng sàn tồn cũng khá là hay ho cho quý anh chị em thích giá rẻ. Về tháng 5 năm 2022. Dài 15m2. Đó, xác 9 tấn 6. Và dòng này thì cũng là một dòng cũng rất là đẳng cấp này. Những cái dòng sàn này ấy, thì từ từ cái thời mà vẫn còn hoán cải ấy, thật sự là những cái dòng sàn này bên em bán rất là chạy. Nhất là cái giò thằng 15m2 mà xác 9 tấn 6 này, chạy gần như là các bác phải nói là chạy chạy phải đầy đầy ba lét gạch mà gần như là không cong không võng một tí nào. Đó, cũng sử dụng lốp 24 quý em nhá. Đó, còn đây một dòng sàn nữa cũng rất là mới, về tháng 10 năm 2022, dòng sàn 15m1 xác 8 tấn rưỡi. Và dòng này thì bên em vừa bàn giao xong lô 10 con ở trong Nghệ An quý em nhé. Đó, dòng sàn này thì cũng rất là đẳng cấp này, thép của nó là thép nhãn T đây này, chúng ta thì thấy này, thương hiệu tê giác, còn thép của nó sẽ sử dụng cái thép của CNHTC của bọn Hổ Vồ đấy ạ. Đó, con này thì tâm cầu ngắn, bọn này thì chạy thì rất là tuyệt vời luôn. Với dòng này thì những quý khách bên em chạy toàn khoảng 80-90 tấn thôi. Đó, lốp 24, lốp Vista 24. Lốp cũng rất đẳng cấp, cấu trúc thì là cấu trúc Fuga 16 tấn như em nhá. Đó. Còn đây thì là một dòng sàn, thì dòng sàn này cũng nổi tiếng rồi. Dòng sàn này thì thật sự là nó có chất lượng thì đẳng cấp hơn hẳn. Đẳng cấp hơn và giá của nó sẽ cao hơn một chút. Dòng sàn Simsi Đông Duê 14m3, tầm cầu 8m2 và sử dụng lốp 22 bố thép quý nhầm nhé. Dòng sàn này là dòng sàn sắc nặng, sắc 8 tấn 8, dài 14m7. Dòng sàn này thì rất là đẳng cấp, dòng sàn này rất là cứng. Nếu mà con chị em mà cần dòng sàn mà đầu tư để lâu dài ấy, mà tầm gần 14 mét ấy, thì dòng sàn này thì là lựa chọn số 1 cho quý chị em. Nhìn quả lốp thôi chúng ta có thể thấy này, lốp 20 bố, lốp 22 bố nhá, lốp 22 bố, lốp tam giác 22 bố, cực kỳ là cứng chắc, và cấu trúc là cấu trúc 16 tấn Simsi. Đó, bó lá nhíp 10 lá quý em nhá. Đó, còn bên này thì là móc lửng 12m4 thì bên em vẫn đang sẵn nhá. Đó, đây là dòng sàn Sinh Hồng 15m1 vừa nãy em giới thiệu rồi. Dòng sàn này bọn em vừa bàn giao lô 10 con. Còn đây là dòng sàn 15m5, có thể nói là đẳng cấp nhất ở trên thị trường bây giờ. 15m5 của Simsi, xác nặng, xác 10 tấn quý em nhá. Với con này thì nó sẽ có hai phiên bản, xác 9 tấn và xác 10 tấn. Đối với dòng này thì bên em
khách của bên em chạy khoảng 120-130 là vẫn là bình thường. Cầu trục 16 tấn lốp 22 bố. Nhìn cái cấu trúc của nó thôi là đã thấy đẳng cấp này. Nhìn này, quá là kinh khủng luôn. Với dòng sàn này nhìn, đây, mình chị em có thể thấy này. Cái dòng sàn này thì cực kỳ là kinh khủng. Dòng sàn này thì nói thật là cũng không có điểm gì để chê. Giá thì loanh quanh chưa đến 450. Đó, dòng sàn này quá kinh khủng kiếp. Và đây là một dòng sàn nữa, cũng là 15m1, sắt 8,5 tấn thôi nhé. Còn đây chúng ta có một dòng sàn 45 feet sắt nhẹ. Đây, để em quay gần cho quý chị em xem. Lốp 24 lốp Vista, thương hiệu Sinh Hồng Batech quý em nhé. Đó, dòng sàn 14m1, sắt 8,3 tấn thôi. Đó, 8,3 tấn thôi. Thì tải trọng của nó cao hơn. Đối với dòng sàn này thì các bác chạy chạy những mặt hàng như tôn cuộn hay là thép cuộn thì rất là thích này. Đó, rất là thích những cái dòng sàn này. Đó, nhẹ nhàng, thoải mái, chạy khoảng 70-80 tấn, đẹp. Không bao giờ còng vọng và gãy nhá, quý anh em nhá. Chúng ta có một dòng sàn gì đây ạ? Một dòng sàn ngắn. Vâng, dòng sàn ngắn. Chúng ta có dòng sàn 12m4, sắc 7,6 tấn. Vâng, sắc rất là nặng đối với dòng 12m4 này. Thì đối với dòng sàn này thì thật sự là nhiều bác bây giờ cũng khá là khó lựa chọn cái dòng sàn này. Dòng sàn này khá là kén chọn bởi vì là cái chiều dài của nó khá là ngắn, 12m4. Thì dòng sàn này thì các bác chạy tôn cuộn là nhiều. Đó, dòng sàn này cũng rất là đẳng cấp. Dòng sàn này sắc nặng thì quý anh chị em chạy chạy khoảng 3 cuộn tôn vẫn thoải mái nhá. Đó, 3 cuộn tôn mỗi cuộn khoảng 25 tấn. Đó, 25 tấn. Đây là dòng sàn là gì đây? 15m. Tuy nhiên nó có một điều đặc biệt, đó chính là nó sử dụng 40 lốp. Vâng, dòng sàn này thì tâm cầu cực kỳ ngắn quý anh chị nhá. Trục lốp phía sau nó sẽ là trục lốp co. Đó, tâm cầu rất ngắn. Dòng sàn này thì cũng khá là kén người chọn. Khá là kén người chọn. Thì quý anh chị em nào mà thấy hợp việc thì hãy liên hệ ngay nhá. Còn ở trên này chúng ta có dòng sàn 15,5 m, xác 9,9 tấn, thương hiệu Batech. Xác 9,9 tấn. Với con này thì tâm cầu rất là ngắn, tâm cầu 8,7 m thôi. Thì kể cả là quý anh chị em chạy những cung đường đèo hay cung đường. Đây, để em quay gần. Nhìn cái cấu hình của nó này, thật sự là kinh khủng. Đó, quý anh em có thể thấy cấu trúc 16 tấn. Đó, thế rồi. Còn đấy là những dòng sàn ở đã sẵn ở ba em. Thì vừa rồi chúng ta đã cùng khám phá qua cũng khá khá dòng sàn. Thì quý chị em nào mà thấy hợp công việc của quý anh chị em, những dòng sàn nào mà thấy hợp công việc thì hãy liên hệ ngay để được em Tuấn tư vấn cho quý chị em và để cho quý chị em một mức giá thành hợp lý nhất, đẹp nhất để chúng ta cùng giao lưu và hợp tác với nhau quý anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị em tại video sau.